Cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối qua đến sáng nay đã gây ra một trận lũ ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Mặc dù biên độ lũ chỉ dao động từ 0,5 đến 1 mét nhưng đã khiến nhiều điểm bị ngập, đồng thời gây nguy cơ sạt lở đất rất lớn ở khu vực trũng thấp. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, lượng mưa tại các điểm phổ biến từ 15 đến 25mm. Một số nơi mưa nhiều hơn như ở huyện Bát Sát là 40,3mm, thành phố Lào Cai đạt mức 50,4mm, huyện Bảo Yên mưa nhiều nhất với 56,7mm. Thời gian mưa kéo dài khiến các sông suối trong tỉnh Lào Cai xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ dao động từ 0,5 đến 1m, thậm chí có sông ngòi mức nước lũ đã cao hơn 1m. Trước diễn biến xấu của thời tiết vẫn tiếp tục duy trì trong 2 đến 3 ngày tới, Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai đã cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở khu vực trũng thấp. Người dân các huyện vùng núi cũng cần đề phòng mưa lớn cục bộ vào ban đêm, sinh lũ quét đột ngột, cảnh giác với gió giật mạnh, sét đánh trong các cơn dông. Thông tin ngay đến Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão địa phương để sớm ứng cứu giảm thiểu thiệt hại.